Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 10, chương trình có những thông tin chính sau đây. Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 6. Công trình thủy lợi bị lấp, người dân gặp khó khăn trong sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, đồng thời tổng kết cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 10 năm 2017 tại Hà Nội, đã nghiên cứu, thảo luận, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo và đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 thông tin những nội dung chính về kinh tế xã hội năm 2017-2018, công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập và công tác cán bộ. Cũng trong chiều hôm nay, Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh đã tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Theo đó, có 6 tập thể và 11 cá nhân đạt thành tích cao trong cuộc thi. Sáng nay, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tham gia tập huấn có 160 học viên là cán bộ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, đại diện các phòng văn hóa thông tin, đài truyền thanh các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Các học viên được trang bị bồi dưỡng kiến thức về các chuyên đề, một số hình thức tuyên truyền tại cơ sở, bồi dưỡng kiến thức về truyền thanh cơ sở, phần kỹ thuật, hướng dẫn thực hiện nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin trong tiêu chí thông tin và truyền thông, đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất đến năm 2020. Bên cạnh đó, các học viên còn được truyền đạt nội dung quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện. Đây là những kiến thức nền tảng cơ bản giúp học viên nâng cao năng lực trong công tác thông tin và truyền thông, tạo nên sức mạnh và hiệu lực ngày càng cao của hoạt động thông tin truyền thông cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân các địa phương, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày, 23 và 24 tháng 10. Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức đối thoại, trao đổi thông tin và tuyên truyền về luật bảo hiểm xã hội mới, những lợi ích khi thành lập tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân cho người lao động tại khu công nghiệp Hải Thường, huyện Hải Lăng. Tại buổi đối thoại trực tiếp, công nhân của các doanh nghiệp đang lao động tại khu công nghiệp Hải Thượng được nghe cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh thông tin tuyên truyền về luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 về các chế độ chính sách liên quan đến người lao động của luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, những quy định mới về chế độ bảo hiểm y tế cho người lao động. Cũng trong buổi đối thoại, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thông tin tuyên truyền cho người lao động nắm vững về luật lao động, lợi ích khi thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, các chế độ của người lao động như chế độ làm thêm ngoài giờ, thai sản, tiền lương, những quy định mới dành cho lao động nữ ở doanh nghiệp, đồng thời trực tiếp giải đáp, làm rõ thêm những ý kiến thắc mắc của công nhân xung quanh những vấn đề về quyền lợi khi tham gia tổ chức công đoàn, các chế độ được hưởng theo luật bảo hiểm xã hội. Thông qua buổi đối thoại trực tiếp lần này, giúp người lao động nắm vững hơn những quyền, lợi ích hợp pháp của mình mà luật bảo hiểm xã hội mới quy định và lợi ích khi tham gia tổ chức công đoàn cơ sở cho người lao động tại doanh nghiệp. Để đảm bảo nguồn giống phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2017-2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề xuất hỗ trợ tỉnh Quảng Trị giống phục vụ sản xuất. Theo đó, ngành nông nghiệp đề nghị Trung ương hỗ trợ 1.000 tấn lúa giống, gồm các loại Thiên Ưu 8, HT1, HN6, 60 tấn giống ngô, HN88, NK54, PC888, và 8 tấn giống rau các loại với tổng giá trị khoảng 30 tỷ đồng. Năm 2017, sản xuất nông nghiệp của tỉnh Quảng Trị chịu nhiều tác động bất lợi của thời tiết, sâu bệnh, đặc biệt là mưa kéo dài vào đầu năm và các cơn bão số 4, số 10 nên thiệt hại rất lớn, ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân và kinh tế xã hội của địa phương. Do vậy, việc đề nghị Trung ương là cần thiết
nhằm hỗ trợ nông dân tổ chức sản xuất tốt vụ đông xuân 2017-2018. Sáng nay, Quỹ vì cuộc sống tươi đẹp thuộc Công ty Bảo hiểm nhân thọ Đai Chi Việt Nam đã tổ chức chương trình An sinh xã hội, trao tiền hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 10 cho đồng bào bị thiệt hại ở huyện Vĩnh Linh. Thông qua cấp ủy đảng, chính quyền và Ủy ban Mặt trận huyện Vĩnh Linh, Quỹ vì cuộc sống tươi đẹp Bảo hiểm nhân thọ Đai Chi Việt Nam đã trao 100 xuất quà với tổng trị giá 100 triệu đồng cho 100 hộ gia đình ở các xã Vĩnh Hiền, Vĩnh Kim, Vĩnh Thủy, Vĩnh Thành và thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh. Mỗi phần quà là 1 triệu đồng tiền mặt. Từ khi thành lập đến nay, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Đai Chi Việt Nam tự hào đã khởi xướng nhiều chương trình từ thiện và hoạt động xã hội có ý nghĩa với tổng số tiền đóng góp lên đến hơn 20 tỷ đồng như chương trình mổ mắt cho bệnh nhân nghèo, dự án nước uống sạch cho học sinh và giáo viên, chương trình tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, quyên góp từ thiện cho các gia đình bị bão lũ miền Trung, hỗ trợ đồng bào Tây Bắc khắc phục hậu quả lũ quét, tặng áo ấm cho trẻ vùng cao, xây cầu nông thôn, hiến máu nhân đạo, đóng góp lâu dài vì lợi ích cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, công trình thủy lợi Cù Bai thuộc xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa được xây dựng gần 10 năm. Qua nhiều năm sử dụng, do không được duy tu bảo dưỡng nên đập đã bị bồi lấp, gây khó khăn cho người dân trong việc sản xuất. Ông Hồ Văn Tử ở thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa có hơn 1 hectare ruộng làm lúa nước. 2-3 năm trở lại đây, gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn trong việc sản xuất lúa nước. Đến mùa khô thì không trồng được lúa vì đang thiếu nước. Nên trong các cây ngô, cây khoai, cây sắn. Đập thủy lợi Cù Bai được xây dựng vào năm 2009 do Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư. Đập có nhiệm vụ tưới cho khoảng 75 hectare lúa nước của toàn xã Hướng Lập. Sau quá trình xây dựng xong thì đáp ứng được cái nhu cầu sản xuất của người dân. Nhưng qua thời gian sử dụng thì do gió bão và lụt nên là đã làm cho cát nó lấp hết các lòng hồ của đập. Trước đây đập sâu 3 mét, bây giờ cát đã nằm đã lấp cả cái miệng của đập. Đang trong mùa mưa bão nhưng mực nước trong lòng đập chứa cũng không được bao nhiêu bởi do cát đất đá bồi lấp. Toàn xã Hướng Lập có 340 hộ dân, trong đó phần lớn làm lúa nước. Vấn đề lương thực của người dân ở đây đều nhờ vào mảnh ruộng của mình. Xã thì cũng đã có tờ trình xin huyện để là nạo vét. Đấy. Thế nhưng mà huyện cũng chưa cho cái chủ trương về là mà nạo vét tay thì không được. Chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tức là đề xuất nguồn kinh phí để hỗ trợ mà nạo vét lòng hồ để đảm bảo cho cái việc sinh hoạt cũng như là tưới tiêu trên đồng ruộng của Cù Bai được hiệu quả hơn. Theo quy định thì 5 năm phải cho nạo vét đập một lần, nhưng từ khi xây dựng đến nay đã gần 10 năm, đập thủy lợi Cù Bai vẫn chưa được nạo vét. Chính quyền địa phương ở đây cho biết với tình trạng bồi lấp như hiện nay, vụ mùa tới đây nguy cơ người dân không thể sản xuất được lúa nước khoảng 40 hectare. Cuộc sống của người dân vùng cao ở đây trước đã khó, nay sẽ càng khó hơn. Nhằm phát huy ý chí, tinh thần nghị lực và tính chủ động sáng tạo của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác, thời gian qua phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện Cam Lộ đã được triển khai sâu rộng, trở thành động lực cổ vũ cán bộ chiến sĩ vươn lên hoàn thành nhiệm vụ, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 5 năm qua, lực lượng vũ trang huyện Cam Lộ đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với thực hiện chỉ thị 03 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với nhiều nội dung như xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác quốc phòng địa phương, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ quyết tâm phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, đảm bảo sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tế của địa phương. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều nhân tố điển hình có cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, lan tỏa sâu rộng trong lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân. Ban chỉ huy quân sự xã thường xuyên tổ chức duy trì nghiêm cái chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ giao ban 133, 38, ra soát bổ sung, điều chỉnh các cái loại văn kiện sẵn sàng chiến đấu đúng theo cái kế hoạch. Về công tác huấn luyện hàng năm thì đối với lực lượng dân quân của xã thì thực hiện đúng cái nội dung chương trình kế hoạch đã đề ra, và kết quả huấn luyện hàng năm đều đạt từ 89% khá giỏi
trong huấn luyện là luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện Cam Lộ đã tập trung nâng cao năng lực, chất lượng làm tham mưu của cơ quan quân sự các cấp cho cấp ủy, chính quyền, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Nổi bật là phong trào thi đua, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đoàn kết tốt, sẵn sàng chiến đấu cao. Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập đã làm chuyển biến và nâng cao chất lượng huấn luyện của lực lượng vũ trang huyện. Qua kiểm tra đánh giá kết quả hàng năm có 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 85% đạt khá, giỏi. Công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các đơn vị với nội dung diễn tập thực binh và xây dựng cơ sở chỉ huy diễn tập sát với thực tế, đảm bảo yếu tố chiến thuật cơ bản, bí mật, an toàn về người và vũ khí trang bị, được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao. Để duy trì và thực hiện tốt cái phong trào thi đua quyết thắng, trước hết là phải tham mưu cho các vị chính quyền địa phương và chỉ đạo các ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn là tổ chức giáo dục, quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ lực lượng đang huyện nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của cái phong trào thi đua quyết thắng, gắn phong trào thi đua quyết thắng với các cái phong trào thi đua của địa phương để từ đó dậy lên phong trào là thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng đấu và các nhiệm vụ khác. Qua các phong trào thi đua thì tổ chức rút kinh nghiệm để nhân rộng, để tiến tiến, để làm sao cái phong trào thi đua thắng là loan tỏa đến mọi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện. Kết quả 5 năm thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, lực lượng vũ trang huyện Cam Lộ được Bộ Chỉ huy Quốc phòng tặng bằng khen, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng và nhiều bằng khen, giấy khen trên các lĩnh vực công tác. Hiệu quả từ phong trào mang lại đã góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cam Lộ hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Hưởng ứng phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, cựu chiến binh huyện Hải Lăng đã không ngừng học hỏi, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào thực tế nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích sản xuất hoặc một chu kỳ chăn nuôi. Gần đây trên địa bàn đã xuất hiện một số mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, điển hình như cựu chiến binh Nguyễn Tăng Lị ở xã Hải Chánh. Nhờ tham gia vào tổ hợp tác nuôi gà an toàn sinh học đã có nguồn thu nhập cao và ổn định. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Sau khi được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do tổ chức SRD và xã tổ chức, được sự hỗ trợ 50kg sinh khối giun quế và một gói men vi sinh để làm đệm lót sinh học cho gà, cựu chiến binh Nguyễn Tăng Lị ở xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng đã tự nguyện gia nhập vào tổ hợp tác chăn nuôi gà an toàn sinh học và ông đã áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế. Trên diện tích đất vườn ở vùng gò đồi rộng lớn, ông đã quy hoạch xây bể nuôi giun quế. Bước đầu, gia đình nuôi thử 50 con gà giống Ai Cập. Kết quả cho thấy, nếu như trước đây chủ yếu là nuôi gà ri giống địa phương, hiệu quả mang lại không cao. Nhưng nay, dùng giun quế cộng với ngô và lúa xay nhỏ, cám là nguồn thức ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng, gà có màu sắc đẹp, nhanh nhẹn, tăng trọng nhanh, đối với gà sinh sản đẻ nhiều trứng hơn. Qua cái mô hình của SRD nữa, thì họ lại thấy mình như vậy, họ tạo điều kiện cho mình cái giun quế. Thì tôi thấy là có chứ cái mô hình này là rất được, cho nên trong gia đình là phát triển. Thế mà là như vậy, chứ hiện tại thì 400 con, mà riêng siêu đẻ thì được 250, còn riêng gà thịt thì được 150. Nhưng mà chứ đang còn gọi là dự kiến gia đình thì dự kiến phát triển thêm. Theo ông Nguyễn Tăng Lị, nuôi gà theo hướng thả vườn, an toàn sinh học không khó, nhưng vấn đề quan trọng là phải thay đổi tư duy, áp dụng và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật từ chọn giống cho đến chăm sóc. Ngoài tổ chức nuôi nhốt trên nền đệm lót sinh học, cần phải chú ý khâu tiêm phòng dịch bệnh theo quy định. Trong đó khẩu phần thức ăn cho gà ngoài lúa, ngô, bột cám gạo chỉ bổ sung thêm giun quế với một lượng phù hợp. Đặc biệt, đối với giun quế có hàm lượng dinh dưỡng rất cao nên phải biết cách pha trộn với các loại ngũ cốc với tỷ lệ cân đối và chỉ cho gà ăn 2 lần mỗi tuần. Trong đó lượng thức ăn gà ăn ban đêm nhiều hơn ban ngày vì gà sẽ hấp thụ tốt. Chính nhờ làm tốt những điều trên, tuy mới thực hiện mô hình nhưng gia đình ông Nguyễn Tăng Lị đã có nguồn thu nhập cao từ trứng và gà thịt. Qua những xét đánh giá về tốc độ phát triển của đàn gà cũng như là cái quá trình kháng bệnh của gà vịt thì phải nói rằng là
bước đầu là cảm thấy có hiệu quả, giống như là mô hình của đồng chí Nguyễn Tăng Lì là hội viên hội cựu chiến binh của chi hội Câu Nhi ở đây thì thực sự đã mang lại hiệu quả bước đầu là khá cao. Để góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên, hiện nay Hội cựu chiến binh huyện Hải Lăng đang theo dõi, đánh giá mô hình tổ hợp tác nuôi gà an toàn sinh học ở xã Hải Chánh. Trên cơ sở đó sơ kết rút kinh nghiệm và có các biện pháp hỗ trợ cho tổ hợp tác này phát triển với quy mô lớn hơn nữa, cũng như tạo điều kiện cho cựu chiến binh ở nhiều địa phương khác đến tham quan, học tập và nhân rộng mô hình. Thưa quý vị và các bạn, từ 3 năm nay, câu lạc bộ bà mẹ cao tuổi tại khu phố 1 phường An Đôn, thị xã Quảng Trị là nơi gặp gỡ, thăm hỏi, động viên nhau trong cuộc sống của hơn 35 bà mẹ tuổi từ 65 đến 91 tuổi. Những bà mẹ cao tuổi tại đây đã chia sẻ những buồn vui trong sinh hoạt thường ngày và hơn nữa giúp nhau làm kinh tế để tạo thêm niềm vui lúc tuổi già. Bà Võ Thị Cảnh trú tại khu phố 1 phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, năm nay đã ngoài 75 tuổi. Sáu người con đều đã lớn và có cuộc sống riêng. Dù ở một mình, nhưng tuổi già của bà không hề hiu quạnh. Tham gia câu lạc bộ bà mẹ cao tuổi đã được hơn 3 năm nay. Bà được câu lạc bộ tạo điều kiện vay vốn để tăng ca sản xuất và cùng để tạo thêm niềm vui lúc tuổi già. Với bà, mỗi lần họp mặt của câu lạc bộ là một lần vui. Hạnh phúc lắm, vui vẻ lắm. Tất cả các mấy bà mẹ có sự đồng hòa, sự góp ý, có cái chi thì bà mẹ góp ý với cháu, hắn có chi thì thôi mình chơi vui, hát hò. Câu lạc bộ bà mẹ cao tuổi tại khu phố 1 phường An Đôn được thành lập trên ý tưởng của bà Trương Thị Cháu, năm nay đã hơn 90 tuổi. Lúc mới thành lập chỉ có hơn 10 thành viên. Rồi sau đó, những bà mẹ cao tuổi trên địa bàn cử truyền tay nhau về câu lạc bộ, rồi cùng tham gia và đến nay đã có hơn 35 thành viên. Tôi thấy là xem đi này đi, một nụ cười bằng 10 tháng thuộc bộ, cho nên mấy bà cố gắng lên, vì mình tuổi già rồi, khi mà còn cực khổ đấy sao. Mà chứ ngày hôm nay thì đã 80 tuổi rồi, cho nên thì các bà phải cố gắng để chơi, thì đâu cần mới 13 thôi. Nhưng mà sau khi là sinh hoạt lên là được là 20 đến 30, sau khi cũng được lên là gần 40. Không chỉ dừng lại ở việc gặp gỡ đồng viên nhau, các thành viên câu lạc bộ đã thành lập quỹ vay vốn nội bộ. Mỗi năm sẽ có từ 4 đến 5 bà mẹ được vay từ 1 đến 2 triệu đồng để tăng gia sản xuất, góp phần tăng thu nhập bản thân, cũng như tạo thêm niềm vui lúc tuổi già. Vì chúng đi là các bà là cũng là sinh hoạt ở đồng nghĩa cũng cực khổ, cho nên kia là thành lập ra. Là có cái ngày là đại hội mà ra mắt á, thì cũng như là các đoàn thể giúp đỡ để cho có một cái số quỹ, trong đó thì được 10 triệu, nhưng mà chỉ cho vay là được 8 triệu thôi, vì 2 triệu là mới đây, còn 8 triệu nữa là đâu trong 2 năm rồi. Nên để cho các bà vay về để là chăn nuôi gà quậy rồi cho tăng thêm kinh tế của gia đình. Những hoạt động thiết thực của câu lạc bộ bà mẹ cao tuổi tại khu phố 1 phường An Đôn, thị xã Quảng Trị đã giúp cả bà mẹ cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và trở thành tấm gương cho con cháu trong cuộc sống thường ngày. Đến đây, chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.